Chào các bạn, đây là video hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm Thoracao, thương hiệu có hơn 50 năm đồng hành, chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe của người sử dụng. Trang điểm sẽ giúp cho phụ nữ của chúng ta thêm tự tin hơn trong các tình huống và công việc hàng ngày. Thế nhưng, khi để lớp trang điểm cùng với bụi bẩn tích tụ lâu dài trên da thì lại không tốt chút nào. Vì vậy, tẩy trang chính là một trong các bước quan trọng trong việc chăm sóc làn da để giúp cho các lỗ chân lông được thông thoáng, không bị tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn gây mụn làm hại làn da. Sản phẩm sữa rửa mặt tẩy trang của Thoracao sẽ làm cho việc tẩy bỏ các lớp trang điểm không thể dễ dàng hơn. Mời bạn cùng tham khảo nhé! Sữa tẩy trang Thoracao với thành phần được chiết xuất từ nha đam và các dưỡng chất sẽ giúp lấy đi cặn trang điểm và bụi bẩn trên da một cách hiệu quả. Đặc biệt không tẩy, không bào mòn da, không làm mất độ ẩm tự nhiên trên da. Các bạn dùng sẽ thấy thích ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Lấy lượng vừa đủ sữa tẩy trang ra miếng bông tẩy trang sạch, sau đó nhẹ nhàng lau lên khắp mặt. Chú ý khi lau đừng chà sát mạnh, sẽ khiến da bị tổn thương. Nhẹ nhàng lau theo hình xoắn ốc để làm sạch da tốt nhất. Tiếp tục lấy thêm sữa tẩy trang và lau thêm nhiều lần nữa cho tới khi sạch hết lớp trang điểm bám trên da. Chú ý lau kỹ vùng môi, mắt tới khi miếng bông không còn dính bẩn nữa thì rửa lại bằng nhiều nước. Sau đó nhớ rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt Thoracao, khoa nước hoa hồng và dùng kem dưỡng để cung cấp thêm dưỡng chất cho làn da càng thêm sáng khỏe. Hãy giữ thói quen tẩy trang sạch bằng sữa tẩy trang Thoracao sau mỗi lần trang điểm để nâng niu làn da và càng yêu thích Thoracao hơn.